Này thiện hiện, nếu đại bồ tát ấy thường tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thì làm cho pháp không nội mau được viên mãn, cũng làm cho pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mau được viên mãn. Này thiện hiện nếu đại Bồ Tát ấy thường tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì làm cho chân như mau được viên mãn, cũng làm cho pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, mau được viên mãn. Này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát ấy thường tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì làm cho Thánh Đế khổ mau được viên mãn, cũng làm cho Thánh Đế tập diệt đạo mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ấy thường tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì làm cho bốn tịnh lự mau được viên mãn, cũng làm cho bốn vô lượng, bốn định vô sắc mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ấy thường tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như như thế thì làm cho tám giải thoát mau được viên mãn, cũng làm cho tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ mau được viên mãn. Này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát ấy thường tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thì làm cho bốn niệm trụ mau được viên mãn, cũng làm cho bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mau được viên mãn. Này thiện hiện nếu đại Bồ Tát ấy thường tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì làm cho pháp môn giải thoát không mau được viên mãn, cũng làm cho pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mau được viên mãn. Này thiện hiện nếu đại Bồ Tát ấy thường tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì làm cho bậc cực hỷ mau được viên mãn cũng làm cho bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tọa bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tọa bậc pháp vân mau được viên mãn này thiện hiện nếu đại bồ tát ấy thường tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thì làm cho năm loại mắt mau được viên mãn cũng làm cho sáu phép thần thông mau được viên mãn